Chị cho em biết tên của chị ha. Tên là Phạm Thị Xuân ạ. Dạ, chị Xuân là sinh năm mấy và hiện tại ở đâu chị Xuân? Phạm Thị Xuân ở Trực Ninh, Nam Định ạ. Dạ, rồi chị Xuân là sinh năm mấy? Sinh năm 1950 ạ. 1950 cơ à? Vâng. Dạ, rồi vậy, 1950 dạ. đi đi công tác và khai thêm lên mấy tuổi. Vâng. Ủa 1950 rồi tính ra năm nay là cô 74 tuổi rồi cơ à? Dạ vâng ạ. Ồ 74 tuổi mà trẻ dữ vậy ha. Chúc mừng cô nghe. Dạ Dạ. vâng ạ. Dạ hôm nay là cô kết nối là để kiếm cha cho con trai của cô hả? Dạ. Dạ, chú tên gì cô? Chú tên là Nguyễn Văn Ái ạ. À Nguyễn Văn Ái. Quê quán của chú ở đâu và chú sinh Vâng. năm mấy? Quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ạ. À quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chú sinh năm mấy cô có nắm được không? Thôn xóm thì không biết ạ, mà chỉ biết tên là vậy thôi ạ. Tên là Nguyễn Văn Ái thôi ạ, bởi vì là đi bộ đội ở gần đơn vị đóng ạ. Dạ, nhưng mà chú sinh năm mấy cô có nắm được không? Dạ sinh năm mấy thì không 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 biết ạ, không không nói, anh ấy không nói không biết thôi, mà chỉ đoán độ ngày đấy độ hơn 20, thì bây giờ khoảng chừng 61 62 ạ. Khoảng 61, 62 tuổi á hả? Vâng, ngày đấy là đi nhập ngũ là năm 1987 ạ. Rồi bây giờ thế Nói này. vậy ạ, 1987. Dạ, nhưng mà ý là chú hơn cô khoảng bao nhiêu tuổi hay là kém tuổi cô hả? Dạ, kém ạ. À, kém tuổi cô, kém hơn cô khoảng bao nhiêu tuổi? Kém, nếu mà thực tế tuổi đời đấy thì kém độ 6-7 tuổi ạ. Ồ, kém 6-7 tuổi cơ à. Dạ. Vâng ạ. Rồi, vậy cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào cô mà thất lạc nhau ra sao? Dạ, bởi vì là hai người đi trả phép và về đơn vị thì đi đến quãng đường Nam Cường đấy, gần đơn vị ấy thì gặp nhau ạ. Rồi cô kể tiếp đi cô. Vâng, thì gặp nhau xong là trên đầu đi đội hai cái nón ạ, một cái nón mới với một cái nón nửa mạc. Thế là anh ấy nhắc đến một cái nón mới, bởi vì anh ấy cũng đi hai anh, còn cô cũng đi hai người, còn của anh ấy cũng có hai anh em đi lên đi ga Yên Bái, lên đến xuống ga Yên Bái, lên đến quãng đường đi Nam Cường ấy, thì là các anh ấy đuổi theo sau, thì tình cờ gặp nhau. Thế là trên đầu cô đội hai cái nón, thế một cái nón mới, một cái nón nửa mạc. Thì anh ấy nhắc đến một cái nón mới, anh bảo là cho anh mượn, mấy ngày anh mang anh trả. Thế rồi đơn vị anh ấy thì đi qua chỗ cô trọ một quán. Thế đến lúc bấy giờ rồi với làm quen nhau rồi, chả biết là tự dưng thì đâu nó đưa đến, rồi tình cờ rồi hai người rồi gặp nhau, rồi thì đến lúc được đâu 10 11 ngày ấy, thì là cô phải chuyển công tác. Thế rồi cũng chẳng biết là có con với nhau. Đấy, vậy rồi là chuyển hơn một tháng, xong bắt đầu là đi chỗ khác, xong là lại về chỗ đó, rồi cũng chẳng có điện thoại, rồi cũng chẳng gặp nhau. Rồi là mình cũng đến chỗ anh ấy một lần thôi, rồi là cũng chẳng dám đến nữa. Đấy, vì là cũng ngại cũng hãi rồi, chẳng dám đến nữa, rồi là lại đi chuyển chỗ khác. Đấy, làm ở Yên Bái, Lào Cai ấy, làm cả đến tận Bắc Hà, rồi là Bảo Thắng, chứ là đi lung tung, đi Dạ. cứ bế con đi đi làm vậy, lang thang vậy ạ, Ồ vậy là chú có rồi biết lại ốm cô. đau nữa. Chú có biết cô có con với chú không? Dạ không biết ạ. Ồ,
Vậy là gặp nhau được mấy lần mà lại chú không biết rồi cô? gặp nhau được mỗi một lần ạ. Ồ, gặp nhau mỗi một lần mà dễ có con vậy à? Vâng. À, vậy là chắc Vậy chú không thì biệt biết. tâm là không. Vâng. Dạ, ồ trời, vậy thì không biết có ai báo lại cho chú không ha? Dạ, cái đấy thì hai đơn vị rồi là chỉ có mỗi một cái chị đấy với lại cô là hai người biết nhau thôi chứ còn thì không ai biết ạ. Dạ, vậy cô có nắm được đơn Vâng. vị của chú là ký hiệu như thế nào không cô? Dạ có. Dạ, cô đọc giùm con. Dạ. Là tiểu đoàn 87 ạ. À 86 ạ, tiểu đoàn 86 ạ. Vâng. Trung đoàn 274 ạ. Sư đoàn 377 ạ. Dạ. Vâng. Là ở Nam Cường, Yên Bái, tỉnh Yên Bái ạ. Dạ. Vâng. Vậy là nghe nói là quê của chú là ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, anh ấy cũng nói lúc đấy gặp nhau thì anh cũng nói một qua một lần rồi cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ không nhớ thôn xóm, chỉ nhớ mỗi tỉnh với huyện thế ạ. Dạ. Anh ấy đi với một anh bạn. Người bạn của chú tên gì cô có nắm được không? Người bạn là Nguyễn Văn Thắng ạ. À, Nguyễn Nguyễn Văn Văn Thắng Thắng. mà anh ấy vâng, anh ấy giới thiệu là anh Thắng ở Thái Bình ạ. À, anh Thắng ở Thái Bình. Vâng. Dạ. Rồi theo cô thì là chú Thắng có biết được tên tuổi này kia của cô không? Bây giờ nếu mình cập nhật lên thì chú Thắng nghe được thì chú Thắng có nhận diện ra là chú Ái là bạn này kia không? Có thân thiết với nhau không cô ha? Nếu như mà cập nhật lên thì anh Thắng mà biết thì anh Thắng nhớ ra là đi đến gần Nam Cường ấy là gặp hai người con gái rồi là hai người lấy cái nón mới rồi này Dạ. mấy lúc sau rồi là dẫn hai người con gái đấy lại vào đơn vị Dạ. đấy thì anh Thắng có thể là anh Thắng nhận ra như thế. Dạ, năm đó là vào năm mấy cô hả? Vâng. Năm đó là ngày mùng 9 tháng 1 là mùng 9 Tết đấy ạ. Năm À. 88 ạ, năm 1988 ạ. À, năm 1988. Dạ. Vâng. Dạ. Hồi nãy cô nói cô sinh năm 1950 hả cô? Dạ vâng ạ. Cô có 1950 cô năm nay cũng đã 74 tuổi cô ha. Vâng, đấy là khai tăng lên mấy tuổi ạ? À, khai tăng lên hả cô? Dạ. Vậy Vâng. tuổi thật của cô là bao nhiêu? Tuổi thật thì năm nay 68 ạ. À, năm nay mới 68. Ừ. Năm nay mới Dạ vâng 68 ạ. và chú thì kém cô đâu 6 tuổi, vậy là năm nay chú mới 62. Vâng. À, chú khoảng 62 tuổi. Đấy là toán phải em. Vâng. Dạ. Rồi thưa cô, về con cũng đã nắm được cái nội dung của câu chuyện. Thì theo như chia sẻ của cô thì vào năm 1988 là cô và chú thì cũng có đi bộ đội với nhau. Vì vậy cho nên là cũng có cái sự Không tình ạ. cờ. Anh ấy đi bộ đội ạ. Còn cô thì đi công nhân ạ. Công nhân đóng ở kho Nam Cường ạ. Trọ ở kho Nam À, Cường ạ. rồi, Không con hiểu nhiều rồi. đường ạ. À, chỉ là chú là bộ đội thôi, còn cô là công nhân. Vâng, đúng ạ. Dạ, rồi tình cờ gặp nhau, rồi có duyên với nhau nên là có một người con chung. Vâng. Dạ, rồi con nắm được cái nội dung rồi. Và Và con nó muốn tìm cha nó biết nguồn gốc của nó Dạ. thì mong vâng mong Tuấn Vĩ lan tỏa cộng đồng để giúp cho cháu.
để cho cháu tìm được cha cháu mà hữu duyên, mong cha cập nhật được, thế là xung quanh đấy cập nhật được, cô chú nào cập nhật được thế thì báo tin cho anh Nguyễn Văn Ái để anh hữu duyên anh nhận được con. Chứ còn là tình cờ anh có con đi, chứ còn anh cũng không chẳng biết là anh có con ạ. Dạ. À. Vâng. Rồi, con đã nắm được câu chuyện rồi. Rồi có ai lên tiếng thì con Vâng. sẽ báo cho cô hay nha. Vâng. Đấy là năm năm 2013 là cô nên đơn vị cũ để mà tìm trích lục quê quán của anh Ái để cho cháu nó đi tìm bố nó cha nó. Thế nhưng mà đến đấy thì là đơn vị đã chuyển đi Khánh Hòa rồi ạ. Thế À. đi đi qua cái đơn vị đó thì một quãng thì thấy lại một đơn vị bộ đội nữa thì vào. Thế, tưởng là đơn vị đó chuyển đến cái chỗ mới nhưng mà không phải ạ. Thế là một anh cán bộ đến, anh cán bộ gặp. Thế bảo là thế chị hỏi ai, chị muốn gặp ai. Thế là với nói ra là gặp anh Ái, anh Nguyễn Văn Ái đi bộ đội năm 1987, còn ra quân thì 1989. Nhưng mà đến lúc anh cán bộ đấy nói với cô là cái đơn vị đó nên đi Khánh Hòa rồi ạ. Thế là À. anh cán bộ đó mới cho cái địa chỉ này ạ, cho cái đơn vị này ạ. Chứ còn Dạ. không thì cũng chẳng biết đơn vị như thế nào, chỉ biết chỗ đơn vị đóng quân thôi ạ. Rồi, con đã hiểu câu chuyện Vâng. rồi. Dạ. Và thế là anh đó bảo là năm 1987 thì lấy quân ở Thái Bình với lại lấy quân ở Vĩnh Phúc là đúng rồi. Dạ. Vâng. Rồi, Thế ok là cô. em nó đi, đi Khánh Hòa, em nó tìm tìm địa chỉ rồi là đi Vĩnh Phúc tìm. Nhưng mà cô bảo là khó lắm, không tìm được đâu con ơi, mò kim đáy biển không tìm được đâu, thì cứ để yên mẹ nhờ kênh Tuấn Vĩ. Thế hôm nay là nhờ kênh Tuấn Vĩ lan tỏa cho cộng đồng, ai biết được anh Nguyễn Văn Ái thì đóng quân ở Yên Bái, thì đi nhập ngũ năm đó, thì ra quân năm đó thì báo cho Tuấn Vĩ thì hữu duyên để cho cháu gặp cha cháu, thì gia đình xin hậu tạ 10 triệu. Dạ. Vâng. Rồi, con đã nắm được câu chuyện rồi nha cô. Rồi có ai lên tiếng con báo cô biết nha. Con chào cô nha. À, vâng ạ. Dạ. Dạ. À. Dạ. Rồi, chị cho em biết tên của chị ha. Dạ em tên là Đặng Thị Kim Sang. À, chị Sang là sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1985, em ở Cần Thơ. À, 85. Còn trẻ quá ha. Dạ. Ừ. Hôm nay là Sang kết nối là để kiếm ai em? Em là lên chương trình của anh, em nhờ anh Tính Vĩ với cộng đồng giúp đỡ em tìm lại cha mẹ ruột. À, rồi hồi đó là em thất lạc gia đình ra sao em kể anh nghe. Dạ. À, hồi xưa là ở Việt Kích Thúc Đốt Cần Thơ này nè, có cái bà đó tên là bà Năm Mừng. Bà không có chồng, không có con. Bà lên là Long Xuyên, bà làm mướn ở tháng cho người ta đó anh. Lật dao cũng chén đó. Đặc điểm của bà Năm là bà hô có nhỏ con. Rồi với bà có người em cũng nhỏ con như bà đó anh. Tới tháng là mà bà Năm, bà bảy bà lên lấy tiền lương về đó. Rồi lúc trước thì bà Năm bà làm ở nghe nói là năm làm ở xưởng nhuộm hay là hãng nhuộm gì đó thường xuyên á, rồi cái sau này chuyển qua là làm vũ quán gì đó anh. Rồi không biết lý do sao quen mẹ em, rồi mẹ em hỏi á, bà có biết ai mà sinh con không, đừng bà chỉ tôi đừng cho. Cái bà năm bà về quê bà hỏi gì lại vậy đó, rồi lên cho mẹ em hay. Cái bà mẹ em với bà năm hai người ẩm xuống quê là ở hiện giờ là Kích Thúc Nốt Cần Thơ cho em. Lúc đó là em được bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng tuổi? Em nghe nói là lúc đó còn đỏ hói à, đem về là lửa
Vậy hả? Vậy là còn gọi Dạ. là tuổi sơ sinh ha, trẻ sơ sinh. Dạ. Ừ. Vậy là qua cái sự giới thiệu của bà Năm đó là mẹ em với bà Năm ẵm xuống dưới thốt nốt cho dưới thốt nốt á. Dạ. Ừ. Rồi có biết tên của mẹ em không? Dạ, hồi hồi lúc bà Năm mà còn sống đó, bà gặp em hoài cái gì, bà mới mất năm mấy nay à, 2 3 năm trước gặp em mà hỏi à, em con có muốn nhìn là cha mẹ phụ con không, cha mẹ phụ con hiện giờ đang ở trên Long Xuyên đó, bà Năm dẫn lên trển vì gia đình nuôi em quá quá khắt khe đó nên em sợ không dám. Còn Nhưng mà phải lúc đó nghe là bà Năm là tìm được rồi. tên mẹ có biết tên mẹ không? Dạ không, tại vì lúc đó là em sợ đó, em không dám hỏi tới luôn á. Trời ơi, đúng là để qua cái cơ hội. Rồi bây giờ bà Năm bà mất rồi hả? Bà Năm mất năm mấy nay rồi, hôm hôm cháu ruột của bà đó, bà có tâm sự là bà làm trong cái quán đó đó, bà cháu bà Năm có dẫn em lên trển, cái chủ quán đó nói hồi đó tới giờ bà Năm có làm đây Ừ. nè, để anh hỏi lại đi, rồi có gì năm 10 bữa em lên thì anh cho em hay. Là thật sự đó giờ bà Năm có làm trển, làm lâu lắm mà, làm mấy chục Ừ. năm rồi. Bà thì mới biết gốc gác nha, Cái quán bà đó nhà là em trên quán Long Xuyên. quán gì? Quán đó là quán gì và chủ quán là tên gì, em có nắm được không? Cái quán đó là tiệm cơm Quế Phát trên Long Tiệm cơm Quế Phát. Xuyên Ừ, anh. thì Dạ, để. hai Ừ, hai hai thì hai a tầng Trần Nhật Duyệt, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Hồi ừ. xưa có tiệm mà bây giờ đi ra thêm nhánh nữa đó. Ừ. Thì đôi khi là ví dụ Dạ. như mẹ em á, cũng cũng có thể nhận diện ra bà Năm đã làm ở đó, làm ở khu vực đó, là có thể là mẹ em lên tiếng thì cũng hy vọng vậy. Dạ. Rồi có nghe kể hoàn cảnh của gia đình em ra làm sao không? Mấy người con rồi mấy người anh chị này kia ra sao Dạ em cũng muốn nghe nói lại, em chỉ nghe có nhiều đó. không? Ừ. Rồi ok, vậy là mấu chốt câu chuyện á, là em sinh năm 1985 và trước đây Dạ. là mẹ em với bà Năm làm em xuống cho dưới thốt nốt, thì bây giờ bà Năm bà mất rồi thì hy vọng là mẹ em nghe được câu chuyện này có liên quan đến bà Năm á, rồi Dạ. mẹ mẹ bà Năm thì làm ở quán cơm hồi nãy em mới mới nói tên đó, thì cũng hy vọng là ở trên đó là khu vực đó người ta biết. Dạ. Ừ. Cũng Rồi. ai mà tìm đây được, cha mẹ ruột em học tạ cho người đó 10 triệu anh. Ừ. Rồi ok nha, rồi anh ghi nhận, rồi có ai lên tiếng thì anh báo cho em biết ha, sao ha. Dạ, rồi Ừ. em cảm ơn anh nha, em gặp được anh Rồi. mừng quá, nhờ Ừ. cộng đồng chia sẻ giùm em tìm cha mẹ ruột. Rồi Cái mấy chục ok. năm nay em chưa ai được cha mẹ thế này. Ừ. Rồi 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 chắc em cảm chắc ơn chắc anh. chắc nay em cũng chồng con này kia rồi đúng không? Dạ, chồng con đầy đủ nhưng có một cái là thiếu tình thương cha mẹ, bốn gần 40 năm nay đó, đâu có kêu ai được cha mẹ đâu, con luôn không có kêu được tiếng cha mẹ luôn. Ừ. Rồi ba mẹ nuôi cũng mới mất hả? Nói nào ngay hồi đó là ông bà đó già lắm rồi, xin em đến cho con ông nuôi mà con ông không nuôi, không ai chịu nuôi cho ông bà nuôi, giờ ông bà chết lâu rồi, chết lúc em là mười mấy tuổi tới giờ, còn đâu có kêu ai được cha tiếng cha tiếng mẹ đâu. Tội nghiệp. Em mới lên chương trình, nhờ chương trình anh với cộng đồng giúp đỡ giùm em, tìm là cha mẹ em mang ơn lắm anh vậy. Ừ. Rồi cũng hy vọng là mẹ em nghe được câu chuyện này, bởi vì em sinh năm 85 thì chắc ba mẹ cũng còn Dạ. trẻ. Ừ, ba mẹ cũng còn trẻ, có nhiều người sinh năm sáu mấy còn cha mẹ cũng còn mà, cho nên là năm năm 85 thì chắc ba mẹ em cũng còn trẻ chứ không có quá già đâu. Dạ. Ừ. Rồi vậy nha em, rồi có ai lên tiếng thì anh báo em hay ha. Dạ rồi, em Ừ. cảm ơn anh luôn. Rồi bye bye em. Yeah.